Hello, what's up? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kid Me Game hai anh em. Rồi thì đầu tiên là chúc anh em có một ngày mới vui vẻ. Và hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, anh em có thể trải nghiệm thử những cái phiên bản VIP nhất ở trên kênh YouTube của mình. Nếu có thể làm nhiệm vụ và đi săn đồ, săn các món phần quà, các thứ đến từ game nha anh em. Rồi thì sáng ngày hôm nay tiện thể thì mình cũng đang chơi Clean Blue Suit. Thì nó bắt mình ghét ghi đúng không? Thì thứ nhất là nếu như bạn nào mà đang gặp cái trường hợp này, anh em để xóa bỏ toàn bộ cái Clean hiện tại các bạn đang dùng ở trên máy các bạn đi. Tải về cho mình Clean Blue Suit V71 ngày hôm nay. Được chưa? Mình cũng đã để một cái video hướng dẫn chi tiết cái Getkey thì đây, mình cũng tiện thì đây, nó đang bắt mình Getkey thì mình cũng làm luôn. Đấy, để còn review cho anh em một phiên bản hack menu tiếng Việt cực kỳ VIP nhá. Thì khi mình đăng nhập vào ngày mai nó bắt Getkey như thế này, mình sẽ chọn vào Getkey. Đó, được chưa? Mình sẽ sao chép này. Sau khi mình có một cái đường link thì bắt đầu chúng ta sẽ đó, thì các bạn dán cho mình cái đường link Bluesuit chúng ta vừa sao chép dán vào trong Chrome nhá. Đó, thì để chúng ta tự Getkey, tự vượt. Đó, các bạn có thể get bằng bot hoặc get bằng cái trang web hôm qua mình hướng dẫn. Còn nếu như các bạn vẫn không làm được thì anh em có thể get bằng cách thủ công. Đó, thì get thủ công thì khi nó đưa anh em đến cái trang như thế này, chúng ta sẽ get theo kiểu 3 bước. Thì get 3 bước rất là đơn giản thôi, không có khó khăn gì cả. Đến đây nhá, anh em kéo xuống chọn mình cho mình chữ get Bluesuit. Đó, thì nó hiện lên như thế này, đúng không? True Inrested, anh em bấm vào Inrested đây cho mình ha. Rồi, thì nó sẽ xong bước 1. Sau khi xong bước 1 đến bước 2 thì anh em làm như này, đúng như này cho mình nhá. Bấm vào Learn More. Sau khi Learn More xong sẽ đưa anh em đến một cái trang web, đúng không? Đến một cái trang web như thế này thì các bạn chỉ việc vứt lên, vứt hết cho mình nhé. Vứt từ đầu đến cuối cái trang web như thế này. Vứt từ đầu đến cuối trang web như này hai lần nhá. Đây, vứt này. Rồi, sau khi đến cuối trang web xong anh em bấm phím quay trở lại cho mình. Cái này nó vẫn xoay này, nó chưa xong bước 2 đâu. Anh em bấm vào cho mình Learn More một lần nữa nhá. Không nhớ anh em hay bị lỗi đoạn này quên đấy. Bấm vào Learn More cho mình một lần nữa này. Đó, nó lại đưa anh em đến một cái trang web thì các bạn lại vứt lên vứt xuống như này cho mình. Đó. Vứt như thế này thôi. Đó. Nhá, kiểu như là chúng ta xem hết cái trang web đó xong anh em bấm phím quay trở lại. Rồi, và sau đó các bạn đợi cho mình một chút để cho nó tích V lên cái bước 2 này là chúng ta đã có thể get key thành công. Ok, và sau khi nó xong như thế này này, đó thì anh em bấm vào get Bluesuit cho mình. Đó, và chúng ta làm lại y cho mình cái bước vừa nãy mình vừa có hướng dẫn cho anh em. Đó, được chưa? Đó, anh em làm y lại mình 3 bước, bấm vào Interested. Được chưa? Sau đó bấm vào Learn More, xem hết cái bài viết đó, sau đó lại kéo xuống xem Learn More một phát nữa, sau đó hiện là thành công nhá. Đấy, mình sẽ làm y như vừa nãy thôi, cũng bấm vào get Bluesuit này đây. Bạn thấy không? Đó, sau đó bấm vào Interested, Learn More hai lần, sau đó bấm get Bluesuit. Đó, các bạn thấy không? Ngay lập tức thì mình đã có key rồi, thì mình có thể get key bằng thủ công. Hiện tại thì mình có biết là một số cái đây, các bạn bấm vào đây nhá. Sao chép cho mình. Đây, các bạn phải bấm vào copy key. Được chưa? Hoặc là bấm vào đây. Các bạn sao chép cho mình cái đoạn key này. Đó, thì hiện tại mình biết là một số cái clean là nó cho anh em get key luôn, nó không cho anh em get key luôn đấy. Thì các bạn có nhớ là dùng cho mình Clean Bluesuit V71 ngày hôm nay để có thể get key. Nếu mà không get được qua web, qua bot trên Discord thì anh em get key thủ công như mình vừa hướng dẫn, được không ạ? Ok, đó và bây giờ chúng ta quay trở lại game thôi. Ok anh em nhé, đấy, và khi mình vào đến game thì đây, ngay lập tức nó hiển thị ra này. Đó, các bạn có thể dùng script menu như bình thường. Đó, tiện thể thì video này đấy mình hướng dẫn cho anh em chi tiết rồi nhá. Thì đây, anh em chọn Clear Editor, bấm vào đây, chọn cho mình 3 dấu chấm, bộ nhớ tạm, và các bạn dán script menu mà các bạn muốn dùng trong video ngày hôm nay vào. Thì đây mình sẽ sử dụng cái phiên bản này. Đấy, mình sẽ bấm vào đây như thế này ha. Và các bạn nhớ cho mình là khi sao chép script menu ấy thì đối với muốn có tiếng Việt anh em phải sao chép cho mình chữ Shift chữ G English cho đến cái đoạn cuối cùng rau này. Anh em xin sao chép cả đoạn nhá. Được chưa? Thì nếu mà các bạn không sao chép cả đoạn là bấm lên là sẽ bị thiếu ấy. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm Xcute để mình chạy thử cái menu này thôi. Đó. Và sau khi bấm xong thì các bạn chờ một chút để cho nó hiện lên cái menu. Đó. Thì cái bản ngày hôm nay mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em phiên là Bonzen Hub. Ở đây em thấy có cái nút này này thì nó chính là cái nút bật tắt của cái menu các bạn nhá. Đó. Mệt nhỉ. Đang review. Ok. Và mình có thấy rằng là một cái rất là hay đó chính là khi mình sử dụng cái menu này này thì nó có thêm cả cái phần này là hack speed nữa, tức là hack tốc độ chạy siêu nhanh ấy. Đó, các bạn thấy không? Mình đang đứng review có cái thằng nó đuổi theo thì tầm này đuổi hộ. Nào. Úi trời ơi, đuổi hộ, đuổi hộ. Úi giời. Nào. Tốc độ speed vẫn hẹo. Thằng này nó đuổi dai thật đấy. Rồi, ok anh em thấy không? Rất là VIP luôn. Thì đây anh em thấy này, cái bản này nó là một phiên bản no key, tức là chúng ta dán vào trong clean bấm chạy là chạy. Anh em nhá, rất là VIP. Đó, ở đây nó có phần đầy đủ cho các bạn từ cái việc là nói chung là nó có tiếng Việt rồi thì chúng ta khá là dễ sử dụng thôi. Ở đây mình sẽ chọn là item farm, mình sẽ chọn là melee này. Đó, chế độ farm thì mình sẽ chọn là chế độ farm farm gần quái gần nhất nhá. Và sau khi xong thì anh em chỉ việc bấm vào tích vào cái ô vuông này này, tích như thế này, bắt đầu farm cho mình ha. Bắt đầu nó sẽ nhận nhiệm vụ và nó sẽ đi farm quái cho chúng ta. Anh em thấy rằng là tốc độ farm của bản này không thể coi thường được. Anh em chỉ cần nhìn cái lượng quái máu nó tụt đấy. Anh em nhìn thấy không ạ? Đó. Đó, nó farm rất nhanh, siêu nhanh cho anh em luôn, và nó là tiếng Việt mà. Nên là chúng ta có thể farm rất là ngon. Ở đây có cả chọn quái farm nữa này.
Đó. Và tiếp theo thì đối với các bạn mà muốn farm dương ấy, thì anh em phải chọn dương. Đây này, farm dương nhưng mà nó báo là 70% reset ác, mình không biết là farm gì. Ok, mình sẽ bấm thử nhá. Ồ, cái này thôi. Farm dương thế này thì không được đâu anh em ạ. Nó cứ dịch chuyển đến dương luôn là không được, phải bay đi nó đến chỗ dương thì nó sẽ không bị làm lag server, còn nó cứ dịch chuyển thẳng đến dương nó sẽ làm lag server nha anh em. Như thế cũng khá là nguy hiểm nhá. Anh em chọn farm xương này, farm farm katabot, katakuri, kiếm cacao này anh em không? Farm nguyên vật liệu cũng có đủ cho các bạn nhá. Farm bot này. Đó, cái này nó báo chi tiết từng con bot một cho anh em này. Đó. Tiếp theo ở phần vũ khí thì nó hỗ trợ anh em lấy các món vũ khí như là hạ tự động đánh si bit này, haki màu này anh em thấy không ạ? Hạ bot elite này, quay xương random xương lấy thanh jama, farm rainbow haki, haki màu ấy, lấy kiếm này cho anh em nhá, lấy cung này, hạ bot Tushita cho anh em nhá, haki quan sát. Thì đây là mình đang review các tính năng ở trong cái phiên bản này, anh em cố gắng chú ý theo dõi nhá. Tự động lấy electric cloud này, lấy các món vũ khí này, phần khác này có xóa sương mù, mua thuyền đó, trời sáng này, kim cá này. Tiếp theo là về phần áp tộc, đây nó báo full mon cho anh em nhá, trăng tròn này, và báo đảo thần bí chết midrake không có này, nó báo không có thì nó có đấy, anh em bay lên thôi. Đây này, có bay lên đảo bí ẩn này, nói chuyện với đá cấp tốc này, treo đảo bí ẩn này, nhặt bánh răng, đụng bánh răng, được chưa? Tiếp theo là win tất cả các tộc trial này để làm nhiệm vụ si bít tộc cá này, hạ người chơi này, đúng không? Start cộng điểm chỉ số này. Tiếp theo là phần người chơi là phần sum bounty, thì anh em chọn tên người chơi anh em ghét, sau đó anh em chọn bay đến người chơi đó và nhớ chọn cho mình là kill người chơi bằng melee hoặc kill người chơi bằng súng. Nói chung là các bạn chơi vũ khí nào thì chọn nhá. Ở phần dịch chuyển là bay đảo bay si rồi. Ở ray hỗ trợ anh em đi ray thức tỉnh trái, thì anh em chọn trái mà các bạn muốn đi ray đơn thuần hoặc anh em để kiếm điểm ép, hoặc anh em muốn thức tỉnh trái đó anh em chọn nhá. Đó, và sau đó anh em mua trái, mua đổi 100.000 Billy thành cái chip, và sau đó anh em lên lên đảo và đi qua vượt 5 đảo nhá. Nhớ là kích vào cho mình Kinora và treo tiền ép nhá. Rune EP cho anh em đi nhặt trái này. Thì ở đây cách dùng rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ việc đầu tiên bấm vào cho mình EP trái này. Sau đó anh em quay cho mình một vòng. Các bạn nhìn xem trong nó báo có chữ không ấy. Đây nó sẽ báo chữ như này. Ví dụ là mình EP người chơi nhá. Đấy, nó báo có chữ như này, nó báo đang có người chơi này anh em thấy không ạ? Thì ở đây cũng tương tự như vậy, nếu nó có chữ thì sau khi xong anh em chọn cho mình là tự động bay lên, tự động đây này, có cái phần tự động nhặt trái ác quỷ nhá. Anh em chọn mình tự động nhặt thì nó sẽ bay đến cái chỗ có trái đó nhặt cho anh em. Cửa hàng này, linh tinh này. Đó, thì như là mở shop, mở trái này. À, tự động showroom vô hạn chạy nhanh đi xuyên tường. No clip là đi xuyên tường nha anh em. Đây khi các bạn bấm lên nó sẽ như thế này. Đó, anh em chạy xuyên qua tường được luôn nhá. Đấy. Đó, các bạn thấy không ạ? Nó sẽ không có bất kỳ một cái địa hình nào nó ngăn cản các bạn được. Đó, rất là vui nhá. Bản này thì nó cả phần full phần setting cài đặt anti ban cho anh em đầy đủ luôn. Đây là phiên bản tiếng Việt và tiện thì trong video này hướng dẫn anh em chi tiết cách get key thủ công rồi. Thì các bạn có thể áp dụng nhá, và nhớ là cái bản get key thủ công này chỉ áp dụng trên Clean Flusus V71 mới nhất ngày hôm nay. Link tải của Clean Flusus V71 và link tải của Script Manuac hôm nay mình sẽ để cho các bạn tải về phần mô tả video phần bình luận clip này.